Kết quả kiểm tra giá vé máy bay, không phát hiện vi phạm. Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả rà soát, kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Việc kê khai theo khung giá do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Cuộc kiểm tra được thực hiện từ 7/9/5 với các hãng hàng không Việt Nam Airlines, VNA, Vietjet Air, Bamboo Airways, Viettravel Airlines và 6 đại lý bán vé máy bay của 4 hãng. Kết quả cho thấy, các hãng đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Trên cơ sở khung giá vận chuyển hành khách nội địa, mỗi hãng sẽ có các mức giá khác nhau. Cụ thể, VNA có 17 mức giá, Vietjet có 20 mức giá, Bamboo Airways có từ 12, 15 mức giá và Viettravel Airlines có 18 mức giá cho từng chặng bay. Các mức giá này không vượt mức tối đa theo quy định. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1, ngày 30 tháng 4 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, các mức giá vé hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa của các hãng về cơ bản có sự gia tăng. Các hãng đã thực hiện niêm yết giá vé đầy đủ, bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu dịch vụ hệ thống, phụ thu dịch vụ tiện ích, phụ thu dịch vụ đặt vé, nếu có, các khoản thu hộ, dịch vụ phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách, hành lý và thuế giá trị gia tăng, và hành khách khi truy cập vào các trang web bán vé của các hãng hàng không, sau khi lựa chọn hành trình và ngày đi sẽ nhận được thông tin giá vé đầy đủ cần phải thanh toán trước khi mua vé. Ngoài ra, các khoản phụ thu dịch vụ tăng thêm, không bắt buộc, tùy theo nhu cầu của hành khách, chọn chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi, chọn suất ăn, bảo hiểm du lịch, cũng được các hãng niêm yết, công khai trên website chính thức của các hãng. Khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ sẽ nhận được thông tin đầy đủ về chi phí phải trả trước khi thanh toán. Ba đường bay trục vẫn ở phân khúc giá thấp và trung bình theo báo cáo. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1, ngày 30 tháng 4 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, các mức giá vé hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa của các hãng về cơ bản có sự gia tăng. Song với ba đường bay trục, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vé bán ra của các hãng vẫn ở phân khúc giá thấp và trung bình, từ 60-70% số lượng vé bán ra. Bên cạnh đó, cũng có những đường bay ghi nhận gia tăng cao về tỷ lệ với các phân khúc giá trung bình và thấp. Cụ thể, trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, VNA và Vietjet đều tăng số lượng vé phân khúc giá thấp lần lượt 5% và 8%. Trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bamboo Airways và Vietjet đều tăng số lượng vé phân khúc giá thấp lần lượt 7% và 11%. Mặc dù vậy, đoàn kiểm tra đánh giá việc thể hiện thông tin về giá vé trên website của các hãng chưa đồng nhất và có nội dung khoản thu dễ gây hiểu lầm về cách gọi, đặt tên, dẫn đến hành khách không nắm rõ chi tiết về các khoản phải trả trong tổng giá vé phải thanh toán. Các thông tin về các chương trình khuyến mại, chính sách giảm giá vé của các hãng cũng chưa được truyền thông rộng rãi, dẫn đến giảm khả năng tiếp cận thông tin và mua được các mức giá phù hợp của khách hàng. Cục Hàng không đề nghị 4 hãng hàng không rà soát, điều chỉnh cách thức hiển thị thông tin, làm rõ những khoản mục cấu thành mà khách hàng phải trả trong giá vé thể hiện. Dự kiến, Cục Hàng không sẽ tổ chức làm việc với các hãng để thống nhất cách thể hiện, bảo đảm thông tin rõ ràng, đầy đủ.